xe buýt bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang leo dốc trên vành đai ba. Bắt nóng đối tượng cướp tiền và vé số của cụ già 75 tuổi ở Bình Dương. Chuyển công an điều tra vụ nhiều học sinh nhận tin nhắn trúng tuyển lớp 10. Xem xét xử lý hình sự vụ kích giá cướp taxi tăng 10 lần ở sân bay. Dự báo thời tiết ngày 24 tháng 6, Hà Nội kết thúc nắng nóng, chiều tối có mưa to. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Lao Động. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật trong những giờ qua. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Thưa quý vị, những tai nạn bất ngờ trong quá trình tham gia giao thông là điều không ai có thể lường trước. Mới đây, sự việc một chiếc xe buýt đang lưu thông trên tuyến đường Vành Đai 3 bất ngờ bốc cháy đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Theo đó, chiều ngày 23 tháng 6, thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã phân làn giao thông, phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dập tắt vụ cháy xe buýt. Thông tin từ cơ quan chức năng, đám cháy đã cơ bản được khống chế và không có thiệt hại về người. Vụ cháy khiến giao thông ùn tắc cục bộ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hướng dẫn phương tiện lưu thông theo chiều từ đại lộ Thăng Long đi đường Quốc Duy Tiến, không đi vào đường vành đai 3 trên cao. Theo người dân chứng kiến sự việc, xe buýt bốc cháy khi đang được tài xế đưa về gara bảo dưỡng, trên xe không có hành khách. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng trộm cắp cấp giật tài sản ngày càng trở nên manh động chúng không từ một thủ đoạn nào nhằm đến tất cả các đối tượng để ra tay thực hiện hành vi phạm tội khiến dư luận không khỏi bức xúc. Mới đây, lực lượng chức năng xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đang nói, nạn nhân trong vụ việc là một cụ già bán vé số. Cụ thể, ngày 23 tháng 6, công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng lê thanh tú hai mươi bảy tuổi ngụ bình dương để điều tra về hành vi cướp giật tài sản lê thanh tú là đối tượng đã gây ra vụ cướp giật tiền và vé số của người già mưu sinh bằng nghề bán vé số ở xã phú an thị xã bến cát vào ngày 19 chín tháng sáu nạn nhân trong vụ cướp là cụ ncm bảy mươi năm tuổi ngụ tại thị xã bến cát tỉnh bình dương Lê Thành Tú điều khiển xe máy cướp giật vé số cùng số tiền gần 600.000 đồng trong lúc cụ NCM đi bán vé số mưu sinh. Sau khi xảy ra vụ việc, cụ NCM đã trình báo công an xã Phú An về việc bị một nam thanh niên cướp tài sản. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định Tú là đối tượng tình nghi liên quan đến vụ việc nên đã mời về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Bến Cát đã tạm giữ hình sự Lê Thanh Tú để tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc, liên tiếp nhiều học sinh nhận được tin nhắn trúng tuyển sớm vào lớp 10 các trường trung học phổ thông tư thục, cao đẳng trung cấp nghề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khiến dư luận xôn xao. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã chuyển công an để phối hợp điều tra làm rõ vụ việc. Theo đó, ông Hồ Tấn Minh, tránh văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay Sở Giáo dục Đào tạo đã tiếp nhận rất nhiều thông tin của phụ huynh học sinh phản ánh về việc con em mình được gọi trúng tuyển sớm vào các trường trung học phổ thông tư thục, trung tâm giáo dục phổ thông, trường cao đẳng, trung cấp nghề ngay sau khi vừa có điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 và yêu cầu nhập học. Vì điểm chuẩn chưa được Sở Giáo dục Đào tạo công bố nhưng đã có thông báo trúng tuyển khiến nhiều phụ huynh, học sinh lo lắng đặc biệt lo sở thông tin của học sinh bị lộ, có thể bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo. Ông Minh cho biết, thậm chí có những học sinh cùng lúc nhận được 3 tin nhắn thông báo trúng tuyển vào lớp 10 của nhiều trường tư thục. Theo vị lãnh đạo của Sở Dục và Đào tạo, dữ liệu học sinh là thông tin luôn được ngành giáo dục bảo mật rất nghiêm ngặt. Các phòng giáo dục, các nhà trường đều được Sở Giáo dục Đào tạo quán triệt, yêu cầu không cung cấp thông tin, dữ liệu học sinh cho các đơn vị đối tác, không công bố thông tin học sinh tránh các trường hợp đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo. Ông Hồ Tấn Minh thông tin thêm, hiện Sở Giáo dục Đào tạo đã chuyển cơ quan công an để phối hợp điều tra xem dữ liệu học sinh đã lọt lộ ra ngoài bằng cách nào. Theo kế hoạch, ngày 24 tháng 6, Sở sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh trung học phổ thông chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng. Những thí sinh trúng tuyển vào các trường trên và diện tuyển thẳng sẽ nộp hồ sơ nhập học từ ngày 25 đến trước 16 giờ ngày 29 tháng 6. Trong thời gian trên, thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển. Ngày 30 tháng 6, công bố kết quả phúc khảo bài thi. Riêng những thí sinh trúng tuyển sau khi có kết quả phúc khảo sẽ nộp hồ sơ nhập học vào trường, lớp chuyên, tích hợp trong ngày mùng 5 tháng 7. Ngày mùng 10 tháng 7, công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 và danh sách thí sinh trúng tuyển. Ngày 11 tháng 7 đến mùng 1 tháng 8, thí sinh trúng tuyển trung học phổ thông nộp hồ sơ nhập học tại trường đã trúng tuyển. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thời gian qua, vụ việc gian lận giá cước taxi ở sân bay bị phanh phui, gây bức xúc trong dư luận. Dù những tài xế taxi và hãng xe có hành vi kích giá cước đã bị xử phạt theo mức phạt tối đa, nhưng nhiều ý kiến cho rằng hình phạt vẫn chưa đủ gian đe. Cụ thể, hai tài xế taxi đã có hành vi lắp các thiết bị gian lận giá cước, kích giá tăng 10 lần so với thực tế đã chịu phạt 700.000 đồng và tước giấy phép lái xe Hai hãng xe liên quan cũng bị thanh tra giao thông thành phố Hồ Chí Minh xử phạt tổng cộng 11 triệu đồng và tước phù hiệu taxi 2 tháng. Cả hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã đưa ra quyết định tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi tại cảng đối với công ty trách nhiệm hiếu hạn vận tải Sài Gòn Taxi và công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist. Trước ý kiến của dư luận cho rằng, đối với vụ gian lận cước taxi này, xử phạt hành chính với mức phạt vài triệu đồng là chưa đủ gian đe. Luật sư Hà Hải, Phó chủ nhiệm đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, rõ ràng khi áp dụng xử phạt như quy định thì các hành vi gian lận vẫn chưa chấm dứt. Theo luật sư Hà Hải, có nhiều yếu tố cần được thay đổi mới khiến việc gian lận cước taxi tại sân bay có thể chấm dứt. Theo luật sư, những cá nhân, đơn vị phụ trách tại sân bay cũng phải có trách nhiệm quản lý khi cho phép các đơn vị, đối tượng này triển khai việc kinh doanh vận tải tại sân bay. Thanh tra cũng cần giám sát thường xuyên không nên có sự việc xảy ra rồi mới kiểm tra. Đồng thời, phải nâng cao nhận thức pháp luật của người trực tiếp lái xe taxi. Khi tuyển dụng, các doanh nghiệp cần phải có thêm tiêu chuẩn để đánh giá, không chỉ tuyển những người có bằng lái xe là đủ. Sau đó, trong quá trình làm việc phải có đánh giá xem người đó có đạo đức làm việc không. Bên cạnh đó, luật sư cũng cho rằng chính tâm lý dễ thỏa hiệp và cho qua của người tiêu dùng cũng phần nào tiếp tay cho hành vi gian lận cước của taxi. Đồng quan điểm, ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng những tài xế đã có hành vi gian lận, vi phạm phải bị sa thải ngay. Ông Hỷ cũng cho rằng công an cần vào cuộc điều tra trong vụ việc này, bởi ông cho rằng chiêu thức kích giá cước này là thủ đoạn mới, hành vi của tài xế taxi có dấu hiệu lừa đảo. Về góc độ pháp luật, luật sư Hà Hải cũng cho biết. Những trường hợp này hoàn toàn có thể xem xét xử lý hình sự vì đã dùng thủ đoạn gian dối trong việc mua bán để thu lợi bất chính. Cơ quan điều tra cần làm rõ các lái xe này đã từng tăng cước với bao nhiêu khách hàng bởi mức phạt với trường hợp vi phạm lần đầu và nhiều lần khác nhau. Tài xế đã thu lợi bao nhiêu tiền, từ đó xác định mức độ vi phạm để có hình thức xử phạt phù hợp. Thưa quý vị, mới đây, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại một doanh nghiệp ngành thép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Vụ tai nạn đã khiến một công nhân tử vong và một công nhân bị thương nặng. Đáng chú ý, doanh nghiệp này đã nhiều lần bị yêu cầu tạm ngừng hoạt động nhưng không chấp hành. Theo đó, ngày 22 tháng 6, tại công ty cổ phần kết cấu thép ATAD Đồng Nai, công ty ATAD tại khu công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu, đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Vụ tai nạn đã làm một người bị tử vong một công nhân bị gãy chân. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đơn vị đã nắm bắt thông tin vụ việc và phối hợp cùng ban quản lý các khu công nghiệp tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc và tiến hành xử lý theo quy định. Được biết, công ty ATAD đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại phần nhà xưởng thuê lại của công ty trách nhiệm hữu hạn Streetrick Marine tại khu công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu nhưng chưa hoàn thành các thủ tục hoạt động theo quy định. Trước đó, vào tháng 8 năm 2022, ban quản lý các khu công nghiệp đã tiến hành kiểm tra và phát hiện có vi phạm trong việc cho thuê nhà xưởng để hoạt động kinh doanh sản xuất. Vì vậy, đến tháng 10 năm 2022, bà đã có văn bản yêu cầu công ty trách nhiệm hạn street Marine chấm dứt việc cho công ty ATAD thuê nhà xưởng, yêu cầu công ty ATAD chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Đến tháng 12 năm 2012, Ban Quản lý các khu công nghiệp có văn bản lần 2 đề nghị hai doanh nghiệp thực hiện nội dung trên. Tuy nhiên đến nay, công ty ATAD vẫn tiếp tục hoạt động và chưa hoàn thành các thủ tục theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, mới đây, Sở đã đề nghị các cơ quan trực thuộc trên địa bàn chỉ đạo bộ phận một cửa phối hợp với các doanh nghiệp để triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho người dân thủ đô. Theo đó, nhiều người dân đang rất mong chờ sẽ sớm được đăng ký để thực hiện các thủ tục số một cách dễ dàng, tiện lợi hơn. Để đẩy nhanh hơn nữa việc cấp chữ kỳ số miễn phí cho công dân Hà Nội, tạo điều kiện thúc đẩy giao dịch điện tử và từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số, ngày 21 tháng 6, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đã đề nghị các sở ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã cùng các doanh nghiệp tiếp tục phối hợp triển khai một số nội dung công việc, nhận thấy sự thuận tiện của việc có chữ ký số, đặc biệt là làm dịch vụ giao hàng. Anh Tú cho biết, nếu mỗi người dân có chữ ký số sẽ giúp dễ dàng, thuận tiện linh hoạt trong giao dịch điện tử, cũng như giúp công việc của anh dễ dàng hơn. Em thấy qua thời gian vừa rồi em thấy nắm được Hà Nội đẩy mạnh triển khai chữ ký số cho người dân. Thì theo tôi được biết là chữ ký số giúp xác minh giao dịch thực hiện thủ tục hành chính thanh toán linh hoạt hơn, thuận tiện hơn. Mỗi người cần một chữ ký số. Ví dụ như em thì đi chạy rau hàng shipper này thì có một chữ ký số thì nó thanh toán nó thuận tiện hơn, nó linh hoạt hơn. Bởi vì thế mình thấy các đồng chí ở chỗ không? địa bàn mình đang sinh sống thì thấy là các đồng chí đã cho cá nhân bản thân mình và các cá nhân gia đình nhà mình đã thực hiện đăng ký xong rồi thì các đồng chí có giải thích rằng là cái việc này sẽ mang lại rất nhiều những cái lợi thế rất thuận tiện cho việc sinh hoạt như giao dịch và có thể dùng nó để thay cái căn cơ, căn cước công dân thẻ cứng. Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, từ báo cáo của các cơ quan công cộng, đến nay đã có hơn 10.000 chứng thư số được cấp cho người dân Hà Nội, trong đó có trên 1.100 chứng thư số được cấp tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm thời điểm từ đầu tháng 4 2013. Đúng rồi, bởi vì mình thấy các đồng chí bên cả bên đoàn và cả bên học sinh nhà mình cũng tham gia để ủng hộ những người không biết khai báo để làm mà. Mình thấy cái việc này rất là rất nhanh sắp tới là sẽ thực hiện trên toàn bộ diện rộng cho tất cả toàn bộ người dân. Ừ, mới đây thì mình cũng đã có đọc qua về thông tin là Hà Nội đang chuẩn bị tổ chức là chữ ký số thì mình thấy đây là một điều rất là tích cực và cần được phổ biến rộng rãi. Mình cũng rất muốn là việc này được triển khai nhanh và tới toàn bộ người dân để giúp cho cuộc sống của người dân được thuận tiện hơn. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng đề nghị các sở ngành và ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị tham gia đăng ký và sử dụng chữ ký số trong thực hiện thủ tục hành chính và giao dịch điện tử. Thưa quý vị, thời tiết ngày một nắng nóng, bệnh tay chân miệng ở trẻ nhỏ cũng vì thế mà diễn biến ngày một phức tạp. Mới đây nhất đã ghi nhận ca tử vong tại các tỉnh phía Nam. Theo các chuyên gia y tế, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do nhiều loại virus gây nên. Đa phần trẻ mắc tay chân miệng có diễn biến nhẹ, nhưng nếu không được phát hiện và có điều trị kịp thời, bệnh có thể có nhiều biến chứng nguy hiểm như sốc, viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, thậm chí dẫn đến tử vong. Mặc dù con đã từng mắc tay chân miệng nhưng đến bây giờ, chị Nguyễn Thị Dung ở Thanh Xuân, Hà Nội vẫn lo lắng con sẽ còn khả năng tái nhiễm khi số ca mắc chân tay miệng đang ngày một gia tăng. Vì vậy, chị đã nhắc nhở con phải rửa tay thường xuyên, đồng thời bổ sung thêm thực phẩm tăng sức đề kháng cho con chống lại bệnh tật. Và hiện nay ở trường của con thì đang có một số bạn đang bị tay chân miệng. Bản thân tôi thấy rất là lo lắng, chỉ sợ con có thể là bị lây chéo ở lớp. Và để phòng tránh bệnh tay chân miệng cho con thì tôi thường xuyên rủ rửa đồ chơi cho con và rèn cho con thói quen không được phép cho tay vào miệng. Theo báo cáo của Bộ Y tế, sau tháng đầu năm, riêng tại bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh có 2583 trẻ em đến khám và 431 trẻ nhập viện vì tay chân miệng, trong đó 24 ca nặng và 4 ca tử vong ở tỉnh chuyển lên. Còn tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm đến nay, tại đây đã tiếp nhận hơn 1.200 trẻ em mắc tay chân miệng đến khám, trong đó có gần 500 trẻ phải nhập viện điều trị. Trước thông tin này, nhiều bậc phụ huynh cảm thấy bất an mặc dù đã chăm sóc con kỹ càng, cho con ăn uống hợp lý, bảo vệ con ở môi trường công cộng đợt này à, à, dịch chân tay miệng rất là nhiều, cho nên là khi tôi đưa bé đến công viên thì tôi cũng lưu ý của con rằng là chơi thì không vào quá cái chỗ đông người tập trung và cọ sát vào các bạn. Việc à, à, khi về nhà thì con rửa tay chân, à, sạch sẽ, tắm rửa rồi súc miệng bằng nước muối, à, tắm rửa bằng xà phòng, rồi à, sữa tắm. Theo các chuyên gia y tế, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do nhiều loại virus gây nên. đa phần trẻ em mắc tay chân miệng có diễn biến nhẹ. Nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể có nhiều biến chứng nguy hiểm như sốc, viêm màng não, viêm cơ tim phù phổi cấp thậm chí dẫn đến tử vong. Trong quá trình theo dõi nếu mà trẻ xuất hiện bất kỳ một cái dấu hiệu biến chứng nặng nào, chúng ta cần phải phát hiện kịp thời. Tôi nghĩ là đa phần những cái trường hợp mà trẻ đến viện muộn thì có thể là do chúng ta đã không ghi nhận cũng như là chúng ta không đánh giá đúng cái tình trạng của trẻ. Thì đối với những cái trường hợp trẻ xuất hiện tình trạng ly bì, trẻ khó đánh thức, trẻ xuất hiện tình trạng suy hấp, trẻ xuất hiện tình trạng giật mình, khó thở, nôn chớ nhiều hoặc tiêu chảy nhiều, trẻ nên được tới các cơ sở y tế được đánh giá bởi các bác sĩ chuyên khoa và trong những cái trường hợp còn lại tôi nghĩ rằng là à, cái đánh giá của các bậc phụ huynh cũng rất là quan trọng nếu bất kỳ bậc phụ huynh nào cảm thấy trường hợp trẻ có những cái biểu hiện bất thường mà bản thân mình thấy lo lắng thì nên đưa trẻ tới cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị thì từ đó thì chúng ta có thể làm giảm được cái nguy cơ mắc bệnh Dự báo bệnh tay chân miệng có thể kéo dài đến tháng 9, tháng 10. Nguy hiểm hơn, bệnh tay chân miệng trồng lên sốt xuất, xuất huyết khi bước vào mùa mưa. Vì vậy, việc chống lây nhiễm trong cộng đồng là điều rất cần thiết. Nếu trẻ em có dấu hiệu của bệnh, cần được cho nghỉ học ngay, tránh lây nhiễm chéo. Cuối bản tin, như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết. Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Ngày 24 tháng 6, khu vực Hà Nội kết thúc nắng nóng, chuyển sang mưa rào và rông. Trong khi Đà Nẵng, ngày vẫn nắng nóng nhưng chiều tối có mưa vài nơi. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, cục bộ có nơi mưa to và rông. Dự báo chi tiết về thời tiết Hà Nội ngày 24 tháng 6 như sau. Ban ngày, sáng và chiều ngày 24 tháng 6, thời tiết tại thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Trưa chiều trời nắng giảm nhiệt và kết thúc nắng nóng nhiệt độ giao động trong khoảng 28 đến 29 độ, giảm 5 độ so với ngày trước đó. Trong ngày 24 tháng 6, chỉ số UV tại các quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội đều đạt ở mức 3 đến 5, ngưỡng có nguy cơ ngây hại trung bình. Ban đêm Tối và đêm ngày 24 tháng 6, thời tiết Hà Nội có mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng 25 đến 26 độ, giảm một độ so với đêm hôm trước. Dự báo chi tiết về thời tiết thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 6 như sau. Ban ngày, sáng và chiều ngày 24 tháng 6, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, trời nắng, sau đó có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ vẫn dao động trong khoảng 33 đến 35 độ. Ngày 24 tháng 6, các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh được dự báo sẽ có chỉ số UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình đến cao 8 đến 10. Ban đêm, Tối và đêm mai, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh ít mây, có mưa, có nơi mưa vừa và rông. Nhiệt độ duy trì trong khoảng 26 đến 28 độ. Dự báo chi tiết về thời tiết Đà Nẵng như sau: Ban ngày, sáng và chiều ngày 24 tháng 6, thời tiết tại Thành phố Đà Nẵng nhiều mây, trời nắng nóng. Riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Nhiệt độ giao động trong khoảng 35 đến 37 độ, giảm 1 đến 2 độ so với ngày hôm trước. Ngày 24 tháng 6 hầu hết các quận huyện thuộc thành phố Đà Nẵng đều có chỉ số UV ở mức cao đến rất cao, 7 đến 9, đặc biệt trong khoảng thời gian 11 giờ đến 14 giờ. Ban đêm, tối mai, thời tiết Đà Nẵng ít mây, có mưa rào và rông vài nơi, đêm không mưa. Nhiệt độ giao động trong khoảng 26 đến 27 độ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tối nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo. đến đây thời lượng của chương trình đã hết cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi đừng quên nhấn đăng ký kênh youtube báo lao động để cập nhật những tin tức mới nhất còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại